Hello, xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên vẫn là gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ. Trên tay của mình là một chiếc Magic Clip có dây mới tinh, mới đập hộp của một anh khách hàng đặt mình. Mình lấy hộ anh. Hiện tại thì như cái nhu cầu sử dụng của mình là mình mua con này về, mình tháo cái lưỡi đơn theo máy của nó ra và mình độ cái lưỡi kép vào để phết và đi khung cho nó mịn. Dây của nó dài thì khoảng độ 2 mét, nó ngắn hơn con Legion và cảm giác con này nó nặng hơn, cầm nó rất là đầm, cảm giác rất là thích. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm thử vào cho các bạn nghe thử cái tiếng máy của nó xem như thế nào. Sau đó mình sẽ tiến hành độ cái lưỡi kép vào, phết cho nó ngọt, cho nó sướng. Tất cả mọi thông tin thắc mắc về tông đơ, đồ nghề các bạn liên hệ trực tiếp cho mình và sẽ tư vấn cho các bạn. Bây giờ các bạn cùng nghe cái tiếng máy của nó xem như thế nào nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái lưỡi kép vào. Cái tông này của nó thì là cữ nhựa các bạn nhé. Cữ 1,5 với 4,5 là cữ nhựa. Và đây là cữ nhựa của nó, những cái thông số cao hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái lưỡi đơn nó ra. Thực ra nếu mà cái này các bạn thay tại nhà thì cũng rất là dễ, rất đơn giản. Các bạn xoáy hai con ốc này ra, sau đó các bạn tháo cái lưỡi của nó ra là được. Đây các bạn xem cái lưỡi đơn của nó này. Đấy, cũng rất là tinh tế. Thực ra cái lưỡi đơn của nó cắt cũng khá là ổn, cắt kê lược thì khá là ổn. Nhưng mà nếu mà phết thì các bạn cứ đội lưỡi kép vào phết nó sẽ chi tiết hơn. Tại vì lưỡi kép nó nhiều răng, có cái răng nhỏ hơn nữa, nên là sẽ chi tiết hơn. Bây giờ mình sẽ tháo cái lưỡi kép mới này ra. Đây nó có chai dầu máy của hãng và hai con ốc đi kèm và bộ lưỡi kép. Đây các bạn xem bộ lưỡi kép nó này. Cũng giống y như cái lưỡi đơn thôi, nhưng mà cái lưỡi nhỏ kia nó sẽ có thêm một hàng răng nhỏ ở bên dưới nữa, người ta gọi là lưỡi kép. Đấy các bạn để ý kỹ. Ở cái clip thay lưỡi kép lần trước mình có xoáy ngược, anh em vào chửi quá trời luôn, giỡn chơi chút xíu mà anh em làm dữ hàng, anh em chửi dữ hàng. Phát này xoáy chuẩn luôn, không hề ngược luôn. Đó, tiến hành lắp ốc rồi các bạn nhé. Khi mà các bạn lắp ốc vào, các bạn lắp lỏng từ từ, sau đó các bạn chỉnh lưỡi cho nó thật cân. Khi nào nó cân đối thì các bạn bắt đầu các bạn xoáy chặt lại để cho nó cố định. Và cái lưỡi của nó các bạn không được lắp sát hai cái lưỡi bằng nhau. Nếu như hai cái lưỡi bằng nhau các bạn cắt nó sẽ bị cắn vào thịt, nó gây chảy máu. Đó, rất là nguy hiểm. Thì lúc nào cái lưỡi bên trong nhỏ nó cũng thụt xuống khoảng độ 1 ly các bạn nhé. Thụt xuống 1 ly. Khi mà các bạn đóng cần gạt lên và các bạn lắp lại, nó thụt xuống 1 ly. Đó là cái chuẩn của nó đấy. Đấy, mình sẽ chỉnh cho nó thật cân, sau đó mình xoáy thật chặt lại. Các bạn nhớ là để ốc lỏng để chỉnh cân lưỡi, thụt xuống 1 ly, đóng cần gạt, cân lưỡi 1 ly. Sau đó các bạn xoáy thật chặt lại để cố định. Khi mà cố định được lưỡi xong, các bạn xoáy chặt ốc lại. Rồi các bạn thử cái cần gạt đấy, các bạn gạt lên gạt xuống, gạt lên gạt xuống, gạt lên gạt xuống, xem là nó có bị lệch lưỡi hay không. Này các bạn gạt lên gạt xuống, gạt lên gạt xuống, cảm giác nó rất là trơn tru. Con này thì mình chuyên sử dụng để phết nên cái cần gạt của nó rất là trơn tru. Đấy, gạt lên gạt xuống đầm tay. Đấy, gạt lên gạt xuống rất là thích. Và mình gạt lên gạt xuống mình thấy khá là chắc chắn, không có vấn đề gì. Gạt lên gạt xuống, đó. Nó phải thoải mái, thực sự thoải mái. Con tông này thì mình khá là ưng ý và hài lòng và mình sử dụng hiện tại. Con này đã được hơn 3 năm rồi. Tem chính hãng luôn của nhà phân phối luôn các bạn nhé, yên tâm. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng máy của nó. Mà sát cái lưỡi nó sẽ mài mòn đi, nó sẽ êm hơn. Khá là chắc. Thank you.
Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt tóc cho các bạn xem luôn là cái tông này nó như thế nào nhá. Thu dọn đồ đạc lại đã. Thực ra cái con tông này mình đã sử dụng nó rất nhiều ở những cái clip hướng dẫn của mình. Thì các bạn có thể các bạn xem rất là nhiều rồi. Thì mình sử dụng con này cũng được 3 năm rồi. Mình cảm thấy khá là ưng ý. Tra vào cho nó một chút dầu để cho nó bôi trơn các bạn ạ. Nó cảm giác là nó êm máy hơn. Các bạn nhớ là tra một chút thôi, đừng có tra nhiều quá. Tra nhiều quá nó cũng sẽ bị nhè tóc. Đó. Mình đẩy mình cảm thấy rất là ngọt các bạn ạ, cảm thấy rất là ưng ý tại vì nó là lưỡi kép mà. Có thể khi mà các bạn mới sử dụng nó, các bạn chưa quen, các bạn sử dụng khoảng độ một tuần là các bạn tự động các bạn cảm thấy tự nhiên các bạn sẽ quen ngay. Khi mà các bạn đang sử dụng tông tàu các bạn, bạn chuyển sang tông này mới đầu lúc nào mình cầm vào nó cũng ngượng mà nó chưa quen đâu, nhưng mà từ từ rồi các bạn sẽ quen. Nhưng mà con này thì mình chuyên để phết thôi và đi không thôi. Ít khi không hầu như là không bao giờ mình dùng con này để mình cắt kê lược. Đấy, nếu nhưng clip này mình sẽ sử dụng con này để mình cắt kê lược làm đa năng thôi. Cắt kê lược là phết cho các bạn xem. Tiếp theo mình lắp 1.5 vào. Mình phết tiếp theo mình phết lên luôn. Lúc nãy thì mình đi đóng lưỡi, mình đi áp tông đi sát luôn nửa đầu, sau đó mình đi 1.5 đi lên, đuổi dần lên, sử dụng chổi phủi để phủi sạch để mình có thể mình nhìn rõ được cái hiệu ứng trên da và tóc để mình cắt cho nó sạch hơn các bạn ạ. Các bạn cứ thử phết một con lưỡi kép và một con lưỡi đơn, các bạn sẽ cảm nhận được con lưỡi đơn nó sẽ đi không sạch một con lưỡi kép. Đấy là cái lý do tại sao mình độ lưỡi kép vào con tông Magic này để mình phết cho nó sạch và cảm tưởng là nó sẽ ngọt hơn. Đôi lúc các bạn có thể lấy cắt kê lược được. Tại vì mình có hai tông nên là mình sẽ cắt kê lược bằng Legion. Và con Legion cái dây của nó dài, mình cảm thấy cắt nó rất là thích. Đó. Đồ nghề hiện tại của mình thì mình bây giờ cái con chính của mình là một con Magic có dây, một con Magic không dây và một em Legion, một D Taylor đều chính hãng hết. Và những cái tông tàu khác mình có rất là nhiều. Tại vì mình review mà, mình review cho anh em. Nên là mình sẵn sàng mình lấy về để mình review cho anh em xem cái con nào dùng ổn thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Đấy. Ở cái clip này mình sẽ nói về tông đơ nhiều hơn là cái cách làm của mình. Cái phết này thì anh em có thể mở lại những cái clip trước anh em xem, anh em sẽ nắm rõ được những cái công thức phết của mình. Vừa rồi chia sẻ tâm sự với tất cả anh em học viên nhiều quá, giọng nó hơi khàn các bạn ạ, hơi khàn. Với lại mình mới sắm được bộ mic tối về bật karaoke lên hát nhiều quá nó hơi khàn. Mặc dù hát không hay nhưng mà rất hay hát, tại vì mình hát cho nó cảm giác nó đỡ căng thẳng. Chứ mỗi lần về cứ ôm vào máy tính, ôm vào điện thoại. Thực ra thì cũng toàn công việc thôi, trả lời mọi người rồi nghe cuộc gọi của mọi người, tâm sự với mọi người. Đấy, nhưng mà nhiều lúc mình cũng muốn dành thời gian thư giãn một chút cho nó thoải mái. Bây giờ mình sử dụng con này mình cắt kê lược, mình bo luôn các bạn nhé. À, hiện tại vừa rồi tất cả những anh em và các bác, các ông, các chú, các anh em, bạn bè, các cháu quan tâm rất là nhiều. Và nhất là các anh ở xa cũng chung chung tuổi. Các anh có tâm sự là các anh ở xa tay nghề tuy rất là còn yếu nhưng không có thời gian mà cũng không thể, tầm này rất là nhiều việc không thể lên chỗ em được. Có thể là nếu có thời gian chỉ cần lên được khoảng mấy ngày, 1-2-3 ngày, một tuần là mọi người nắm rõ. Em sẽ chia sẻ một chút về cái
phổ biến cho anh em, ví dụ như truyền nội công cho mọi người một chút, cho mọi người về, mọi người áp dụng vào, mọi người làm thì nó sẽ phát triển hơn một chút, để cho khách hàng người ta hài lòng hơn. Chỉ cần chia sẻ một chút, một cái mẹo đấy, một cái bí quyết gì đó thôi là anh em sẽ làm khắc phục được những cái lỗi mà anh em chưa thể tìm ra cách xử lý. Nhưng mà các anh ở xa, anh tâm sự là cũng thật, anh các anh không có thời gian, thì nói thật là anh em lúc nào mà có thời gian các anh mời lên thì em luôn sẵn sàng, luôn sẵn sàng chia sẻ hết cho các anh em, để cho các anh về quê các anh làm, các anh các chú sẵn sàng chia sẻ hết. Bây giờ khi mà mình làm việc mà mình cảm thấy là mình được công hiến, mình cảm thấy là mình được hạnh phúc thì mình cảm thấy nó sướng lắm. Nên là mình cũng chỉ mong mình làm một cái gì đó nó thật với lòng mình thôi. Đây này các bạn nhìn này, là rất là ok. Đầu này thì bạn ấy cái trước là bạn ấy cắt đầu cua nên bây giờ mọc ra nó hơi lởm chởm, thì mình kêu là bạn có nuôi không, để nguyên bên trên cho bạn ấy nuôi nhé, thì bạn kêu là anh cắt ngắn đi cho em. Nhưng mà hai bên ấy bạn ấy lại không thích cắt tròn. Đáng lẽ ra nếu cái form này nếu mà chuẩn ra mình sẽ cắt bo tròn nhọn lên, nhưng bạn ấy không thích cắt tròn, bạn ấy thích cắt hơi đứng lên một chút, chỉ hơi vê một chút tròn thôi. Tất cả chúng ta làm việc theo nhu cầu và theo cái yêu cầu của khách hàng. Tất nhiên mình sẽ là người quyết định đến 98%, nhưng mình vẫn phải lắng nghe ý kiến khách hàng. Đấy, mình cắt tóc cho khách hàng và khách hàng là trả tiền cho mình, chứ không phải là một số ông xem clip trên đây rồi bắt đầu thánh hoàn phím. Đấy, những người đó sẽ không trả tiền cho mình. Nên là mình cứ cắt theo cái nhu cầu của khách hàng. Khách hàng yêu cầu mình như thế nào thì mình làm như thế. Biết trước khi mà xuất bản cái clip này chắc chắn sẽ có một anh em vào chê, à cắt như CC, hoặc là bạn mới học nghề à, hoặc là bạn cắt như CC. Đấy, chắc chắn sẽ có người chửi tôi, nhưng mà không sao cả, yên tâm, tôi cứ làm, tôi cứ cảm thấy tôi hạnh phúc là được. Đấy, còn các bạn chửi tôi, các bạn kệ các bạn, các bạn rảnh quá mà. Và các bạn xem cắt tóc làm gì, bạn mở phim trường ngay, phim hài mà xem nó đỡ buồn. Cắt tóc của tôi, kênh của tôi là chỉ dành cho những anh em đam mê và yêu quý tôi đó. Và hiện tại trên YouTube có rất là nhiều kênh để cho anh em học hỏi, ví dụ như nước ngoài cũng có rất là nhiều kênh anh em nên xem đó. Anh em xem để anh em học hỏi và anh em rút ra được kinh nghiệm cho riêng mình. Hôm nay là 16 tháng 9 rồi. Hôm nay là 16 tháng 9, vào ngày sinh nhật của mình thì mình sẽ công bố cho bạn nào đoán đúng cái ngày tháng năm sinh của mình. Bạn nào đoán đúng sớm nhất là người đầu tiên đoán đúng sớm nhất và nhanh nhất, mình sẽ tặng một lượt bản to cắt tóc nam cho bạn đó. Đấy, thì vào cái ngày sinh nhật của mình sẽ cố gắng làm một cái clip công bố cho mọi người. Đấy, hiện tại mình đã xong kiểu tóc này rồi. Hẹn tất cả mọi người và các bạn ở những cái clip hướng dẫn tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn theo dõi clip của mình. Tất cả mọi chi tiết thông tin về đầu nghề, các bạn liên hệ với mình trên số điện thoại trên màn hình. Số điện thoại trên màn hình và yêu cầu gặp Tường. Cảm ơn tất cả các bạn, yêu các bạn. Nếu mà các bạn thấy cái video của mình hữu ích và giúp được các bạn một điều gì đó ý nghĩa và giúp được cho các bạn, thì các bạn đừng quên đăng ký kênh và bấm cái nút thông báo, thì lần sau mình đăng video các bạn sẽ nhận được những video sớm hơn và nhanh hơn những người khác. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.